Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng tiếp nối chương trình là một những vấn đề của anh ta. Mới đầu là bài phóng sự về việc thương xã Tax, 136 tuổi, sau 7 năm bị phá bỏ, giờ thành bãi giữ xe của tác giả Cát Tường, đang trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 23 tháng 7. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tại Sài Gòn, thương xá Tax 136 tuổi sau 7 năm bị phá bỏ, giờ thành bãi giữ xe. Thương xá Thác, một trong những kiến trúc Pháp tiêu biểu ở Sài Gòn cho đến năm 2016, thương xá này đã tồn tại 136 năm thay vào một nơi xuống thân thuộc với nhiều thế hệ người Sài Gòn, một cao ốc 40 tầng sẽ mọc lên. Tuy nhiên cho đến nay cái kế hoạch ấy đã bị phá dở 7 năm, nhưng giờ đây tại vị trí này vẫn là một bãi đất trống. Ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Nhất đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành Hồ dùng tạm khu đất trống góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nơi từng là thương xá thác để làm bãi giữ xe. Đồng thời đề nghị Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Sài Gòn, Satra, cho sử dụng tạm khu đất trên bố trí làm bãi giữ xe cho khách tham quan. Khu đất này rộng 9.200m2 do Satra quản lý. Theo Ủy ban Nhân dân quận nhất, khu đất nằm ở trung tâm nên thuận tiện làm bãi giữ xe, phục vụ khách đến tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng. Thương xá thác được xây dựng từ năm 1880 và khai trương vào năm 1924, tên gọi ban đầu của tòa nhà Grand Magazine Channel, viết tắt là GMC, là niềm hãnh diện của Sài Gòn vì ra đời rất sớm cùng với các thương xá tương tự trên thế giới. Tại Pháp đó là thương xá Le Bon March năm 1852, Printemps và Sama năm 1865, Gallery Lafayette năm 1896. Cùng trong năm 1865, một thương xá khác cũng mang tên Le Bon March ra đời tại Mỹ, Renaissance tại Milano Ý, Marshall Field tại Chicago Hoa Kỳ. Các thương xá tiếng Pháp là Grand Magazine và tiếng Anh là Department Store là hiện thân của một cuộc cách mạng về thương mại trong nửa đầu thế kỷ 20. Sau 136 năm tồn tại, vào ngày 12 tháng 10 năm 2016, các đơn vị thi công đã bắt đầu tháo dỡ thương xá Tax để chuẩn bị xây tòa nhà mới, tên gọi là Sadra Tax Plaza cao 40 tầng. Tòa nhà này sẽ được khởi công vào quý 1 năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống. Được biết khi phá bỏ thương xá thác, dư luận không đồng tình vì nó không chỉ là khu thương mại mà nó còn là chứng nhân lịch sử, là di sản. Một số kiến trúc sư có tiếng đã đánh giá, đối với những công trình có chức năng thương mại trên thế giới có cùng độ tuổi, thì nay những công trình đó đã trở thành những di sản của các quốc gia sở hữu. Tuy nhiên, công trình có giá trị lịch sử như vậy nhưng nó bị nhà cầm quyền cộng sản phá bỏ và hiện giờ mảnh đất vàng này đang bị lãng phí rất lớn.